Tin mừng theo Thánh Matthew. Trong số phạm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gioan Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong nước trời còn cao trọng hơn ông. Trở nên nhỏ bé. Hai thánh Francisco và Jacinta Marto là hai vị thánh được nói đến nhiều trong năm 2017. Francisco sinh năm 1908, còn Jacinta sinh năm 1910 và là vị thánh nhỏ tuổi nhất. Ngài qua đời khi mới 9 tuổi. Đức Giêsu thường nói với các môn đệ: "Nếu anh em không nên như trẻ nhỏ thì sẽ chẳng được vào nước trời." Bé nhỏ ở đây không phải ở độ tuổi, cũng không phải ở vóc dáng, nhưng là tinh thần đơn sơ như trẻ thơ. Chỉ với tinh thần trẻ nhỏ, chúng ta mới có thể sống cách đơn sơ, thật thà và cậy trông vào Chúa. Tuy nhiên, tâm hồn trẻ thơ của mỗi chúng ta lại cứ dần vơi theo năm tháng. Do đó, chúng ta cần làm trỗi dậy tinh thần đơn sơ như trẻ nhỏ vốn đã có trong mỗi người, để xứng đáng là kẻ nhỏ mà được ở trong nước trời. Lạy Chúa, cuộc chiến để được vào nước trời quả thật là cam go và cần nhiều sức mạnh. Xin Chúa ban thêm sức mạnh, nghị lực cho chúng con, có đủ sức chiến thắng những đam mê, những thói hư tật xấu, ngõ hầu tìm lại tinh thần đơn sơ và khiêm tốn của trẻ thơ. Amen.